hai bé luôn. Ở đâu đây? Ở đâu anh? Ở dưới Đức Huệ. Đức Huệ hả? Ồ, đã sửa luôn nha. Rồi. Chúc mà gia đình mình về thuận lợi bình an nha anh. Rồi. Sáng vô đây chú, sát vô lời, lên lời, đúng rồi, lên lời luôn chú. Lên luôn cho xe ở sau chạy chú ơi. Lên lời luôn, lên lời luôn, lên lời. Sát vô. Sát vô lời, chạy đi chú. Quá đông rồi bà con ơi. Rồi vô trong đi anh. Cho vô trong anh nấu vàng ơi. Vô trong đi. Đi đi chú, đi đi chú. Chú đi đi chú. Rồi vô qua thương lộ mình ăn nha anh. Đông quá là mình cho vô trong nha. Đông quá giờ này cao điểm rồi. Đông rồi đó. Đây là mình điều tiết cũng mới được. Để em điều tiết giao thông mới được. Để em lấy nước cho, để lấy nước rồi lo ấy đi, để lấy nước cho. Nhưng mà mình ấy ta mình cũng phải điều tiết cho người ta sát vô lại. Đừng có ấy. Nhưng mình chắc phải điều tiết quá quý của chú vậy. Nằm bơi lên trước trên luôn rồi. Bây giờ đây tới trưa là sẽ rất là đông luôn á quý cô chú chị ơi. Sát vô chú, sát vô, sát vô chú. Rồi. Rồi đưa. Cảm ơn, cảm ơn quá trời. Rồi rồi. Quá là biết chưa. Rồi tao mới xuống.
Bây giờ là rất là đông luôn quý cô chú chị ơi. Bây giờ là mấy anh em đã đeo khẩu trang vô mới được. Lấy khẩu trang không? Rồi thuận lộ mình ăn nha anh, mùa xuân vui vẻ nha. Về à, đâu? Về ăn nha, về đâu? Sóc Trăng. Sóc Trăng hả? Rồi, bye bye nha. À, mình cái lo hậu cần nghe quý cô chú anh chị. Đó.
quý chú nhị, do là cái năm nay thì nói chung làm ăn thì nó cũng khó khăn quý chú nhị, cho nên là bà con cô bác mình cũng là tiết kiệm, cho nên là quà trên con đường mình biết đi đi về quê cũng có nhiều cái quán quý cô chú chị bán đồ ăn cũng dưới ấy thì nó cũng hơi cao, cho nên là mấy anh em mình sẽ tiết kiệm chi phí cho bà con cô bác đó, phát nước cuối năm cho bà con cô bác ăn Tết cũng được, cũng rất là vui luôn, anh em mình cảm thấy rất là vui quý cô chú chị. À, bà con cô bác nếu thấy ý nghĩa thì nhấn like và chia sẻ giùm Duy Minh nha. Duy Minh chân thành cảm ơn bà con cô bác rất nhiều và cảm ơn chị Hồng Ngọc đã hỗ trợ chương trình này cho anh em nha. An Giang đó, bà con An Giang nhiều quá ha. Bà con An Giang quá nhiều luôn. Rồi vô luôn em ơi. Rồi về đón xuân vui vẻ nha. Đó, bây giờ lực lượng anh em mình đón ở đây mình điều tiết, đông thì mình điều tiết giao thông ha quý quý chú anh chị. Buổi sáng này á chị là còn sớm quá đó, chơi chút xíu trưa nữa lo mà mệt. Cái bà chủ tiệm á, bà nói là sẽ phát không bao giờ hết, để anh em mình đi câu phát qua hết luôn ha. Chị ơi chị, cái người đầu tiên á, không có xe, cái người đầu tiên á, chị cho người ta chạy lên đằng đây là cái người cuối phát. Đừng nhiều khi người, những người xe á, sau á, người ta chạy tới nữa đó. Chứ giờ chị đừng có đón cái đầu ở đó, phải không? Phải cho người sau này phát đi, chừng nào mà đông á, là những người cuối phát. Bây giờ mình tiếp sức bằng trà gồng nhỏ nha cô chú chị, tối về ngủ chín con. Đó rồi.
chứ chưa có thử khăn giấy này coi sao ha quý chị. Đó, bây giờ anh em mình lao thử cho cảm giác nó mát sao. Bây giờ lo cho bà con không mà mình chưa có thử nữa. Đó. Ồ thơm. Mát quá ha. Rồi cô lấy. Tiến đường ở tỉnh lộ 8 quý cô chú anh chị, địa chỉ số 3 ấp Tam Tăng, xã Tăng An Hội, huyện Củ Chi quý cô chú anh chị. Thank you.
rồi bà con ơi, giờ ế rồi. Giờ đang ế rồi bà con ơi. Đó. Thác nước ế rồi. Giờ là còn sớm quá. Rồi mới có bây giờ coi mấy giờ ha. Để cho coi bà con quá coi mấy giờ. Đó, mới giờ nó ế mới. Mới có 7 giờ 49 phút rồi quý cô chú anh chị. Rồi về đâu chú? Mình về đâu đây? Mình về đâu? Mình về đâu chú? Cà Mau hả? Long An hả? Dạ, thương lộ Bình An nha chú. Rồi. Dạ. Đó. Mấy chị giờ cũng giảm bớt rồi ha. Chút xíu nữa đi rồi mấy chị mới thấy cảnh. Đó, chút xíu nữa đông lắm đó. Dắt tắt từ 8 giờ ăn lên đông lắm mà chưa nắng nữa. Cố gắng nha quý cô chị này nè. Nước rồi sữa nè. Đó, sữa Vinamilk có nè. Rồi Milo có luôn ha quý cô chú anh chị. Đó, rồi khăn lạnh. Đây. Còn một đống luôn. Đó. Nước là cứ Duy Minh sẽ làm hậu cần quý cô chú anh chị. Tiếp sức. Đó, ở sau cứ hết nước là Duy Minh chăm vô. Đó. Hết nước là chăm vô. Khăn lạnh. Đây. Mấy chị thì phát đó, như mình sẽ chăm nước lo cái việc này ha. Vô chú ơi, vô bầu ô chạy xe đọc kêu ha. Thì mình lên đây quay bằng con cho bà con cô bác xem ha. Đây là đường tỉnh lộ 8 ấp Văn Hóa Tam Tăng đó, huyện Củ Chi, xã Tân An Hội ha. Rồi đây là cái bát rau, ở trên đây là mình có để bát rau đàng hoàng ha quý cô chú anh chị. Xuân Giáp Thìn 2024 nè. Đó, có cây mai nè, nhành mai nè quý cô chú anh chị, và con rồng. Đây là cái này là Duy Minh làm nha. Mình lên mình chỉnh ở trên cái app á, xong rồi cái gửi cho Trần Nam đi đặt. Đó, đặt cho người ta in lụa ra ha quý cô chú anh chị. Chương trình tài trợ là do chị Hồng Ngọc, cái chị mà chuyên mua hoa để cho nghệ sĩ Tú Duy Hình đó quý cô chú anh chị. Còn đây là cái cây của thằng Nam nha. Đâu tới hù á Nam. Tắt hả? Tắt rồi để mát đi, đừng để ngoài nắng. Đó, trên đây là lá cờ Tổ quốc quý cô chú anh chị. Lá cờ Việt Nam nha. Lá cờ Việt Nam. Nam này nó ăn cắp của ai nè, ăn cắp của ai đem ra đây nè, ăn cắp của trụ sở. Trụ sở đó. Vô nước suối đi em, nước suối đó em, đó chạy xuống đó em, sát vô lời luôn nghe, lên lời giùm anh nha, lên lời giùm anh nha. Đó, đúng rồi, lên lời đó. Trời ơi, hai ba người đưa luôn vậy. Rồi, máy bay nha. Nay có mua được cái này. Có sữa cho con uống. Ở gì đâu chị? An Giang. An Giang ở đâu? Nhớ vô kênh YouTube Duy Minh Vlog nha. Ok. Đó. Châu Hành hả? Rồi. Quá cưng nha. Rồi, máy bay nha. Thuận lộ Bình An nha. Vui xuân nha. Đó. Video đến đây giờ thì mình xin kết thúc ha quý cô chú anh chị. Đó, chút xíu nữa sẽ rất là đông bà con cô bác. Hy vọng rằng là cái chuyến tiếp sức cho anh em mình sẽ ý nghĩa và được bà con cô bác ủng hộ ha, và chia sẻ video dùm Duy Minh. Duy Minh chân thành cảm ơn bà con cô bác. Chúc bà con cô bác năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, vạn sự như ý ha. Tấn tài tấn lộc tấn bình an, tấn nguyên cái hũ vàng vô nhà luôn quý cô chú anh chị. Đó. Trong khi rất là nhiều bà con cô bác về quê rồi thì Duy Minh nắng ở lại quý cô chú gì để là phát nước cho bà con cô bác, xong rồi mới về quê nha. Rồi sát lời rồi, nhanh rồi đưa cho chú luôn đi. Rồi bye bye chú. Bán số hả chú? Dạ không chú ơi, con không chơi số.
Đó. Đấy, chạy, chạy. Chạy. Sát vô, xuống, sát vô, sát vô lại. Rồi. Rồi. Đó. Bây giờ Duy Minh xin chào bà con nha.